Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Số Xanh Das. Mình là Ngân Hà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 64 bước Sampradaya, ngọn lửa cô đơn. Đây là một bài mà mình biên đạo bao gồm hai tổ hợp các động tác. Mỗi tổ hợp chúng ta có 4 câu nhạc đáp. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng mình cùng vào bài hướng dẫn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đá gót chân phải qua bên trái, sau đó đá gót chân trái qua chân phải và đá kép gót chân phải qua bên trái. Ta sẽ đến 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn lặp lại cho mình 2 lần. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn lặp lại 2 lần. Mình sẽ đếm chậm mình vài. Và 1, và 2, và 3, và 4, và 5, và 6, và 7 và 8, 2 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm nhanh để mất đi nhịp vàng. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy, mỗi tổ hợp chúng ta sẽ lặp lại 2 lần. Tổ hợp số 2, chúng ta sẽ đá chân phải trước và đá 1, hạ chân phải số 2 và đá chân trái 3, 4. Tiếp tục đá chân phải sang ngang, hai tay chống eo 5 và 6 và 7, đưa chân phải lên trên trượt 8. Sau đó chúng ta lại đá chân trái và 2, 2, chân phải và 3, 4, đá chân trái sang ngang 5 và 6 và 7, đưa chân trái lên trên trượt 8. Làm nhanh sẽ mất đi nhịp vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, chúng ta sẽ đi gót chân phải bắt bên trái, chân trái sang bên phải theo đường zig zag. Chúng ta sẽ đến 3 và 2 và 3 và 4. Nhanh để mất đi nhịp vàng. 3, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta bắt chân phải lên 5, chân phải lên về và 6, và chân trái lưu về 7, chân phải lưu về và 8. Làm nhanh hơn một chút nhé. 5, 6, 7, 8. Câu số 4, chúng ta nghiêng người sang bên tay trái, đá chân trước mặt 4 và 2 và 3, thu chân phải về 4, lại xoay chân trái 5 và 6 và 7, thu chân trái về 8. Mình sẽ
làm nhanh để mất đi nhịp vàng. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sâu chuỗi tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2 các bạn cũng làm lại cho mình 2 lần. Bắt đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay lần trước để thực hiện lại lần trước. Các bạn quan sát nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại 2 lần. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2 các bạn cũng làm lại 2 lần. Và cứ thế chúng ta sẽ đi cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Mỗi một tổ hợp các bạn làm lại cho mình 2 lần. Bài chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và chúng ta thành công nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.